Xin chào và các bạn đang cùng quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá quen thuộc đây. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, anh mong lau mắt em khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu, hết muôn sầu. Ai ơi, các bạn ơi, thấy tôi hát hay không nào? Vỗ tay, vỗ tay. Trời ơi, cái bài hát nó hay gì đâu á, thiệt các bạn, tôi nghiện hát mỗi ngày luôn á. Thực sự các bạn ha, ca nhạc, âm nhạc sinh ra là để giải trí, để thỏa mãn tâm hồn và cảm xúc cho người nghe. Và có những bài nhạc bất hủ được nhớ mãi, nhưng có những bài hát đáng sợ nên được xếp vào thập đại cấm khúc vô cùng nổi tiếng trên thế giới mà rất ít người được nghe luôn. Và cũng bởi vì hầu hết những giai điệu và nội dung của 10 ca khúc bị cấm sẽ khiến người thường tuyệt vọng, thậm chí là tìm đến cái chết luôn nha các bạn. Nhắc trước, video này chỉ dành cho những bạn vui vẻ, lạc quan yêu đời và không bị thất tình thôi nha. Thôi, vào việc nha. Tìm hiểu ngay với tôi sự thật đáng sợ về 10 ca khúc bị cấm trên toàn thế giới ngay và luôn nha. Sẵn sàng. Thứ nhất, Gloomy Sunday, chủ nhật buồn. Thiệt chứ, chủ nhật đáng lẽ phải là ngày vui nhất trong tuần chứ đúng không mọi người? Sau một tuần làm việc ta nói mệt nhọc thì cuối cùng cũng được xả hơi rồi. Ấy thế nhưng thế giới có hẳn một bài hát mang tên Chủ nhật buồn. Nghe thôi đã thấy cả một bầu trời u ám rồi đúng không? Và các bạn ơi, Gloomy Sunday được sáng tác bởi nhạc sĩ người Hungary tên là Rezo Ceres vào năm 1933. Nghe đâu bài hát này được sáng tác vào ngay cái lúc nhạc sĩ vô cùng đau khổ và tuyệt vọng vì thất tình. Hỡi thế gian, tình là chi mà khiến con người ta đau khổ đến như vậy? Hey, Sunday is gloomy, chủ nhật buồn lấy thế. My hours are slumberless, thời khắc anh đã tận. Dearest, the shadows I live with are numberless, anh sống cùng bóng tối vô tận. Little white flowers, những nụ hoa trắng nhỏ, will never awaken you, cũng không hồi sinh em được. Trời ơi, các bạn ơi, những kẻ nặng tình thường hay đau khổ khi mất người yêu đúng không? Cũng vì do lời bài hát quá buồn nên rất là nhiều hãng đã từ chối thẳng thừng sáng tác này. Nghe sầu não quá ông ơi, thôi tôi không thu đâu. Đấy, phải mất đến vài ba tháng sau, Ceres mới tìm được nơi chịu nhận thu sáng tác này. Nhưng đây thực sự là một quyết định sai lầm, vì kể từ ngày hôm đó, những câu chuyện kỳ lạ xung quanh bài hát bắt đầu. Các bạn biết sao không? Ở Berlin, Đức á, một chàng trai khi nghe bài hát nhiều quá đã bị trầm cảm, bị ám ảnh, không chịu nổi, anh ta đã dùng súng từ để mà bắn vào đầu luôn. Vài ngày sau, tiếp tục nha, một cô gái treo cổ với phổ nhạc Gloomy Sunday ngay dưới chân. Hiện tượng tự sát vì bài hát xảy ra ở rất nhiều nơi như là Hungary, Pháp, Mỹ luôn. Và thêm nữa, chính bản thân nhạc sĩ Ceres cũng đã phải dựng tóc gáy khi nghe những câu chuyện này. Theo thống kê, con số tự tử vì chủ nhật buồn trên khắp thế giới đã lên đến hàng trăm. Không lâu sau đó các bạn, ngay chính tác giả cũng tự sát trong nhà của mình. Khuyến cáo trước nha, ai mà thất tình các bạn ơi, đừng có nghe. Mặc dù đã bị cấm lưu hành rồi, nhưng càng cấm thì lại càng nổi, các bạn đồng ý không? Bài hát này đã được phổ thêm nhạc, biến tấu để mà tránh ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Bạn đã nghe chủ nhật buồn bao giờ chưa? Cảm thấy như thế nào? Rồi tiếp theo các bạn ơi, qua không gian u ám này nha, bài hát sau đây sẽ có từ rất lâu rồi mà bị cấm trên toàn thế giới luôn. Các bạn biết chắc bài này nè, vô. Thứ hai, đôi mắt thứ 13. Từ cái thời kỳ xa lơ xa lắc xưa, một bộ lạc nguyên thủy ở châu Phi đã sáng tác bài hát với giai điệu cực kỳ lạ thường, chẳng ai biết là ý đồ thực sự của tác giả là gì luôn. Chú chim xuyên qua bụi sớm mai, bay ngược hướng gió. Đôi mắt thứ 13 được dùng cho thương đau. Trời ơi, lời bài hát tưởng chừng như chả có gì các bạn ha. Thế nhưng mà ở giữa thế kỷ 20 tại Cameroon, có hẳn một bộ lạc sau khi nghe xong đã tự sát tập thể. Chính phủ đang ngay lập tức đưa ra lệnh cấm, phá hủy hết toàn bộ phổ nhạc của bài hát này. Nhưng mà may mắn đã có đoạn ngắn may mắn được giữ lại. Tuy nhiên đến năm 1991, một nhà âm nhạc đã mua nó về tự tay đàn hát. Sau đó không hiểu sao ông đã xé nát phổ nhạc và nhảy qua cửa sổ luôn. Từ đó về sau, tất cả những thứ liên quan đến đôi mắt thứ 13 đều tuyệt tích cả. Phiên bản bài hát còn được lưu truyền đến nay đã qua chỉnh sửa rồi nha các bạn. Thiệt ha, âm nhạc quả nhiên là một thứ vũ khí vô hình đó chứ. Tiếp theo nha, một bài hát ẩn chứa câu chuyện khá là rùng rợn, chuẩn bị tinh thần nha. Thứ ba, em gái cộng búp bê trong vườn hoa.
Nếu như mà chúng ta dịch lời bài hát này ra mọi người, thì đằng sau đó sẽ là một câu chuyện rất là thương tâm và đáng sợ. Phiên bản đầu tiên là kể về một cô bé ở Nhật, trên đường đi tìm mẹ đã lạc đường, linh hồn em bám vào búp bê. Sau này búp bê lại rơi vào tay bé gái khác, em gái ôm búp bê nghe thấy tiếng gọi mẹ. Phiên bản thứ hai kể về một cô gái có tên là Tamaki Kitamura, con thứ của vị tướng quân. Từ nhỏ đã xấu xí nên nó không có được cha thích đâu. Dần dà các bạn em ro rút trong phòng không muốn gặp ai hết trơn, chỉ bầu bạn với búp bê thôi. Đến năm 15 tuổi nha, vì quá là buồn chán và tự ti đi, em treo cổ trong phòng. Ba mẹ quá đau khổ nên đã tự sát theo con luôn. Sau khi hai mẹ con đã qua đời nha, trong phòng vẫn nghe thấy tiếng than khóc gọi mẹ như vậy. Thực ra các bạn, bài hát này được một cư dân mạng tên là Wind Devil cải biên từ bài đồng dao Em gái cộng búp bê của Đài Loan, giai điệu mượn từ bài Is Only the Fairy Tale của bộ anime Mel Hami. Đến năm 2010, người này đã đính chính rằng bài hát này chính mình sáng tác tặng bạn, không hề mượn từ câu chuyện dân gian nào cả. Gì mà tặng bạn viết lời phổ nhạc đáng sợ vậy trời. Thứ tư, áo cưới. Ây chà chà, mới đầu nghe áo cưới đã thấy vui rồi đúng không anh em ơi? Còn vị nào vui hơn việc cưới xin của các cặp đôi đúng không? Tuy nhiên, riêng bài hát Áo Cưới hay còn gọi là Giá Y của Ngô Hồng Phi lại ngược lại hoàn toàn. Ca khúc Áo Cưới được phát hành năm 2005 với lời: Mẹ phải trông chừng bộ áo cưới đỏ của con, đừng để con chết đi quá sớm, đêm trường tóc bay bay, áo cưới màu đỏ, thuốc độc màu trắng. Trời ơi, các bạn nghe thấy làm sao? Rợn cả da gà đúng không? Có tin đồn rằng nha, bài hát này được cải biên từ một bức di thư của một cô sinh viên đại học. Lúc ấy, cô và người yêu rất là ân ái nha các bạn. Nhưng mà cái tên này đã bỏ cô ngay sau cái ngày cô hiến dâng thân thể mình cho hắn. Và rồi, quá tuyệt vọng đi, cô gái đã khoác lên mình áo cưới màu đỏ và tự vẫn. Vì quá là nhiều lời đồn đi, cho nên tác giả bài hát cũng lên tiếng thanh minh. Đúng là cô viết trong một trạng thái cảm xúc tiêu cực thật, nhưng đây là bài ca bình thường chứ không có câu chuyện nào ẩn giấu hết trơn nha. Tiếp theo các bạn ơi, giới thiệu các bạn một cô ca sĩ khá là nổi tiếng ở Trung Quốc đây nha. Thứ năm, anh ta không biết. Vào khoảng 9 năm về trước các bạn, Thẩm Kha là một cô ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc nha. Có ai biết cô gái này không ta? Còn cô có một bài hát khá là hay mang tên là Anh Ta Không Biết đó mọi người. Nhưng mà bài hát này có giai điệu u ám và đen tối lắm nha, được cư dân mạng yêu thích ghê gớm lắm. Tuy nhiên nội dung bài hát thì lại quá là toxic như vậy. Rạng sáng đột nhiên phát hiện mình chẳng tìm được ai nói tiếng ngủ ngon, nhếch môi cười im lặng, quên lúc bản thân tổn thương. Ca khúc này đã lọt vào danh sách thập đại cấm khúc vì mang cho người nghe cảm giác quá buồn và tuyệt vọng đi. Sau đó cô ấy đã biến mất đến 7 năm rồi mới xuất hiện trở lại, bí ẩn chưa? Đây, bản nhạc tiếp theo dành cho những người đang cô đơn nè các bạn ơi, nghe thử đi. Thứ 6, không ai nghe thấy. Các bạn đã từng ở trong trạng thái là không ai lắng nghe, không ai quan tâm mình chưa? Chỉ có những người đã trải qua việc này mới thẩm được bài hát Không Ai Nghe Thấy này nhá. Tôi thường cảm thấy sợ hãi, khi ấy dường như quên cả cách nói chuyện. Không, tôi sẽ không nói thêm lời nào nữa, chẳng còn gì để nói. Thực sự, đằng sau bài hát chính là một câu chuyện đáng thương của chú Hề. Khi mà anh đang biểu diễn các bạn thì vô tình ngã khỏi sân khấu rất là đau, răng còn bị rụng vài chiếc nhưng mà không ai quan tâm. Những khán giả thậm chí còn cười phớ lớ đầy vẻ thích thú vì cho rằng chú đang diễn, không ai đau xót gì trơn á. Chỉ có một cô bé phát hiện ra chú Hề đang đau, kéo tay mẹ nói, mẹ ơi, chú Hề khóc. Nhưng không một ai nghe thấy hết. Và cái cảm giác cô độc, mặt phải cười nhưng lòng lại đau, thực sự nó khó tả lắm các bạn ạ. Ai đã trải qua cảm giác này bao giờ chưa? Chia sẻ tôi cái coi. Tiếp theo sau đây, cùng tôi nghe một ca khúc ma quỷ khiến các bạn phải lạnh gáy nha. Chuẩn bị sẵn nè. Thứ 7, khúc ca sám hối. Kẻ cướp đoạt sinh mệnh người khác còn cơ hội sám hối, nhưng những kẻ tự sát thì không có cơ hội này, các bạn đồng ý không? Con người mà không tự giết chính mình. Ngửi mùi thơm của máu, ta tìm đến điện an hồn. Cảnh tưởng tan hoang, ma quỷ tự do hát ca. Linh hồn nhìn xung quanh, ánh trăng tín ngưỡng màu máu. Để các bạn vừa nghe tôi đọc lại những lời bài hát trong khúc ca sám hối được sáng tác bởi một nhạc sĩ Mỹ khi mà ông qua đời. Giai điệu thì cũng bình thường đúng không? Nhưng mà chính lời ca của bài hát này đã khiến cho cả ngàn người đi đến bước đường cùng. Vì gây ra hàng loạt vụ án cho nên ca khúc sám hối đã bị cấm vĩnh viễn luôn. Khúc ca mà chúng ta đang nghe đã bị chỉnh sửa tương đối nhiều để mà phù hợp với người nghe hơn rồi đó nha. Và đây các bạn ơi, bài nhạc sau đây không dành cho những anh em nào đang mất niềm tin vào cuộc sống đâu nha. Phấn chấn lên nè. Thứ 8, A Faker, nhảy ô.
Thù hận và hận thù khiến cho con người sống trong vòng luẩn quẩn, không có lối thoát, đúng không? Lòng hận thù đã được mô tả rất là rõ nét trong bài nhạc A Faker, ca khúc do nhóm nhạc Homescotch Trung Quốc sáng tác và biểu diễn. Nội dung bài hát chứa đầy những câu từ tiêu cực, lòng hận thù dồn nén trong thâm khảm, sau đó là bùng cháy mạnh mẽ, ngoài ra còn thể hiện sự tức tối, oán hận với thế giới nữa. Tôi thề tôi phải rời khỏi, tôi thề tôi phải nói dối, tôi thề tôi phải ngậm miệng, mọi lời nói đều dư thừa, gương mặt vỡ nát, giấc mơ chìm nghiễm. Trời ơi, các bạn thấy sao? Nghe xong uể oải thực sự đúng không? Hết muốn ăn cơm luôn á. Nhưng mà với tôi, cuộc sống này thì là đẹp biết bao các bạn ơi. Tuy cũng không đáng sợ cho lắm, nhưng vì nó thể hiện sự tư tưởng cực đoan, ngõ cụt, tạo cảm giác tiêu cực. Và chính vì thế, xứng đáng được vào vé vào thập đại cấm khúc, cấm đi. Tiếp theo, một bài nhạc sẽ khiến các bạn cảm thấy dằn xé lắm nha. Thứ 9, căn phòng thiên sứ, Room of Angel. Nào mở nhạc lên các bạn ơi. Nếu như các bạn đã chơi game kinh dị Silent Hill phần thứ 4, The Room, chắc chắn sẽ rất là quen thuộc với ca khúc chủ đề Room of Angel, căn phòng thiên sứ rồi đúng không? Nội dung bài hát là câu chuyện đầy thương tâm kể về một đứa trẻ bị bà mẹ vứt bỏ. Mặc dù là luôn oán hận nhưng sâu thẳm trong lòng lại yêu tha thiết mẹ của mình. Và nếu như mà chúng ta liên hệ với game các bạn thì đây chính là bài hát dành riêng cho nhân vật phản diện Walter Sullivan. Đấy, các bạn thấy không? Âm điệu thâm tối tạo cảm giác sợ hãi và ngõ cụt thực sự, cho nên âm nhạc này, bài hát này cũng đã bị liệt vào cấm khúc luôn. Và đây, cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay, một bài hát có liên quan đến chủ đề rất là đùng rợn. Thứ 10, Suicide is Painless. Tự sát không đau đớn. Ơi là trời, ca khúc Suicide is Painless là sự lựa chọn cuối cùng của tác giả. Qua màn sương sớm, cảnh tượng tôi nhìn thấy đều là ảo ảnh, mọi điều đau khổ đều rời xa tôi. Các bạn thấy không? Mọi người rỉ tai nhau nha, bài hát này được đáng sáng tác khi mà tác giả đang nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình đó. Cả bài hát nhuốm màu chết chóc, mỗi ca từ như đã đang xúc giục con người vào đường cùng đi. Sau khi hoàn thành, chính tác giả cũng đã đi vào cõi vĩnh hằng luôn rồi đó các bạn. Nhưng thực tế thì bài hát được sáng tác bởi dàn nhạc The Mars của Anh với giai điệu nhẹ nhàng nên được khán giả yêu thích hơn. Sau này có một hẳn một bản cover đáng sợ âm u được tung ra, thế là cư dân mạng nghe xong sợ quá cho ra cùng với thập đại cấm khúc luôn rồi. Các bạn thân mến, trên đây là 10 cấm khúc đã bị cấm rồi đấy. Những bản mà chúng ta nghe không phải là bản gốc đâu nha. Sự thật thì u ám hơn rất là nhiều. Và thôi, để giải tỏa nỗi sợ, cùng tôi đến với chuyên mục khác đi. Chuyên mục khán giả hỏi, admin trả lời hỏi nhiều cho các bạn. Đọc những comment hay nhất trong video trước cho vui nè. Sự thật đáng sợ vì 10 khách sạn kỳ lạ và quái đản nhất hành tinh. Khó tin chúng có thật nha. Bạn Hữu Chính Hiệu comment, anh ơi cho em lên sóng với. Ok em luôn, đã comment thì được lên sóng ngay và luôn nha. Bạn Nguyễn Thị Thanh Mai để lại bình luận, em được ở Tree Hotel. Why ta ta, Ricket đây rồi, review thêm cho anh em biết đi tỉ muội ơi. Bạn Vũ Lê chia sẻ, anh em có ai nghiện nghiện khám phá và To Be Today giống mình không ta? Hay chắc nghiện giọng đọc của anh quá. Trời ơi, nhớ nha, thấy hay là phải xem hai kênh này thường xuyên nha mọi người, cài view cho tụi tôi đi ngang. To Be Today và nghiện khám phá, nhớ subscribe nha mọi người. Đến đây thì video ngày hôm nay khá là u ám các bạn ha, kết thúc rồi. Các bạn không thấy sợ hãi với cấm khúc nào nhất trên thế giới nè, comment cho nghiện khám phá tôi được biết nhé. Đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ những thông tin ủng hộ về thú vị nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với tôi trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.